Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chế độ công an trị, người dân bị áp bức. Theo bảng dự toán ngân sách của Trung ương vào năm 2019 thì tổng thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỷ đồng. Thế nhưng chi cho Bộ Công an lên đến 82.348 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu. Được biết cũng trong năm nay, chính phủ chi cho Bộ Y tế chỉ có 14.816 tỷ và chi cho Bộ Giáo dục rất khiêm tốn, chỉ có 7.661 tỷ mà thôi. Tính ra chi cho Bộ Công an gấp 4 lần so với tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại. Đấy là thực tế cách phân bổ ngân sách trung ương, không những cho năm 2019 và năm nào cũng thế. Tỷ lệ không thay đổi nhiều. Nhìn vào tỷ trọng phân bổ ngân sách như vậy, ta biết ngay nhà nước này trọng dân hay trọng họng súng và sủi cui. Đây là hình ảnh nhiều nguồn tin trong nước tiết lộ lực lượng tấn công vào đồng tâm của Bộ Công an Việt Nam vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 có 3 người lính đặc nhiệm mặc áo chống đạn và hàng trăm xe chuyên dụng. Có bài báo nhận định đây là cuộc tấn công quân sự của chính quyền vào nhà dân, giết chết đảng viên 84 tuổi Lê Đình Kình và bắt 330 người dân vô tội. Y tế và giáo dục nói cùng đó là phần quyền lợi của người dân, công an là quyền lợi của đảng. Căn nhà chế độ này đang đứng trên nền móng công an trị, nên họ đã dồn hết cho công an thay vì chia lại bớt quyền lợi cho dân. Từ con số chi tiêu, chúng ta có thể thấy rằng Cộng sản đã bòn rút sức khỏe và trí lực của toàn dân để bồi đắp cho thành trì bảo vệ mình. Trong khi đó, tiền là phần do dân đóng thuế. Vậy nên mới thấy chính quyền này nó tiêu cực và khốn nạn như thế nào. Thực ra, đổ nhiều tiền vào công an chỉ là bề nổi được thể hiện trên giấy tờ mà thôi. Còn là phần chìm của tảng băng mới đáng sợ hơn. Phần đó là những đặc quyền rất lớn. Vậy phần chìm kia là gì? Đó là Đảng Cộng sản cho ngành công an được phép thực thi quyền hành của mình ngoài khuôn khổ của luật pháp và được mọi cơ quan hỗ trợ hết mình nếu chẳng may bị dư luận phản đối. Đây là quy định bất thành văn vì nó vô pháp và phi nhân nên không thể quy định bằng văn bản được. Và thực tế, đây chính là mồi lửa đã thổi bùng lên dã tâm ác thú của những người bảo vệ chế độ này mà hiện nay chúng ta đang chứng kiến nó diễn ra hàng ngày. Như ta đã biết, mọi vụ án oan đều khởi điểm từ công an điều tra. Chính đặc quyền được phép sai và được mọi ngành, ban ngành bảo vệ nên công an mới mạnh tay làm nhục hình bức cung, mới trắng trợn tự tay hủy chứng cứ thật và tạo chứng cứ giả. Hãy nhìn kỹ quy trình tố tụng vụ án Hồ Duy Hải thì sẽ rõ. Ban đầu là công an làm sai. Tiếp theo cái sai của công an là sự dập khuôn của tòa án địa phương. Khi cái sai của công an và tòa án địa phương bị phanh phui, thì đến lượt tòa án tối cao và VTV ra tay bảo vệ. Phải nói là tầng tầng lớp lớp. Nhìn vào cái sai liên hoàn từ địa phương cho đến trung ương như thế, dưới mắt của dân là sự khốn nạn, là sự gian ác. Nhưng dưới mắt của công an thì khác. Công an khắp mọi miền trên đất nước này sẽ nhìn vào đó và xem nó như một sự bảo chứng của đảng. Và từ đó về sau, chắc chắn công an sẽ mạnh dạn xuống tay với dân ngày một ác hơn và ngày một khốn nạn hơn. Với 3 năm đã giết chết 226 người bị tạm giam, nhưng chẳng thấy một công an nào đền tội trước pháp luật. Đó là một sự bảo chứng. Nửa đêm đột kích vào nhà giết chết cụ già rồi mang xác đi phanh thây, nhưng vẫn không có tội gì, thì đó thêm một sự bảo chứng nữa. Ép cung nhục hình, tạo dựng chứng cứ giả, bị nhân dân phản đối thì được cả tòa án tối cao và VTV bảo vệ, thì đấy cũng thêm một sự bảo chứng nữa. Và cứ như thế, hàng năm, những sự bảo chứng ấy cứ đưa dần ra và những kẻ đang có nhiệm vụ bảo vệ chế độ hiểu rằng đảng đã bảo họ là hãy xuống tay cho tàn bạo đi và đừng lo hậu quả. Vì tất cả đã có đảng lo. Cho nên cứ thế, cái ác và sự tàn ác cứ ngày một leo thang. Đó chính là dụng ý thâm hiểm của Đảng Cộng sản mà nói trắng ra là dụng ý của Bộ Chính trị. Nói thật đáng sợ. Tuy nhiên, báo lúc nào họ cũng rao giảng đạo đức vì dân, vì nước. Nhưng thực tế, Bộ Chính trị không coi lòng dân là cái gì cả. 75 năm qua, Đảng Cộng sản đã dùng tội ác và cánh tay tàn bạo của công an để khắc chế dân rất thành công. Điều đó không phải bàn cãi nữa và tất nhiên đấy cũng sẽ là chính sách xuyên suốt của Đảng Cộng sản. Cộng sản như thế, còn người dân chúng ta thì sao? Hãy nhìn vào bản chất của nó và biết phẫn nộ. Để ngày mai con cháu chúng ta có cái gì đó tự hào về cha ông mình chứ.
đừng để mai sau chúng nó trách móc rằng lớp già quá hèn nhát, họ đã đẩy hết mọi khó khăn cho lớp trẻ chúng ta gánh vác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan sau gần 10 năm ngồi tù oan. 9 ngày kinh hoàng nhục tù, bức cung qua lời tự sự của tử tù Nguyễn Thanh Chấn với quy kết giết người. Khi chúng tôi hỏi vì sao không giết người mà ông lại viết lá đơn tự thú vào ngày 29 tháng 9 ấy, trái với lời lẽ nhát gừng, yếu ớt bình thường, giọng ông Chấn bỗng lưu loát hẳn lên. Chắc hẳn đoạn phim đau thương đó đã tua đi tua lại đậm nét trong trí nhớ của ông suốt bao nhiêu năm qua như sau. Vào ngày 20 tháng 9, tôi lên huyện, công an lấy dấu vân tay của tôi rất nhiều lần, rồi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Tối họ cho về, ngày hôm sau lại lên, gặp cán bộ Nguyễn Hữu Tân, lại giấu tay, rồi đánh tôi rất đau. Tôi kêu, tôi có giết người đâu mà các anh bắt tôi nhận. Cán bộ Tân bảo, cho mày uống thuốc lú, cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận. Từ đó các cán bộ Nguyễn Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành, Tuyến, Trần, Nhật Luật thay nhau túc trực suốt 4 đến 5 ngày đêm liền bức cung tôi. Trong phòng đi cung có một chiếc giường nhỏ, nhưng tôi không hề được nằm một phút nào. Họ đá, họ đấm, họ dùng dép đánh vào hai mang tai tôi, đầu óc tôi như nổ tung ra. Họ không cho tôi về, không cho tôi ngủ, dọa nạt bắt buộc tôi, ép tôi thế này, ép tôi thế nọ. Như cán bộ Ngô Đình Dung bắt tôi phải chỉ giấu dao ở đâu. Dưới giếng à? Hay dưới ao? Tôi bảo tôi có giết người đâu mà giấu dao. Ông Luật bắt tôi vẽ dao, tôi bảo tôi biết dao nào mà vẽ. Ông Luật bảo tao cho mày một búa vào đầu, mày chết ngay bây giờ. Còn cán bộ Nguyễn Hữu Tân trên tay lúc nào cũng lăm lăm một con dao, trên tay hăm dọa tôi, ép buộc tôi phải nhận. Cuối cùng đến ngày 29 tháng 9, suốt đời tôi không quên được giây phút đó, nước mắt đầm đìa. Tôi nghĩ đã đến những ngày tháng làm ăn lương thiện, đến mẹ, đến vợ, đến những đứa con thơ ở nhà. Tôi biết mình làm thế này là ký án tử hình cho chính mình, là có thể không bao giờ còn gặp lại vợ con nữa. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi mệt quá, đau quá, sợ quá. Cứ hành hạ mãi thế này thì chết mất. Chỉ mong sao kết thúc càng sớm càng tốt những giây phút kinh hoàng này. Thế là tôi nhận đã giết người để giao trong tủ, ông Chấn cay đắng kể lại. Người ta liền bắt tôi viết đơn tự thú. Lá đơn đó chính là cán bộ Ngô Đình Dung đọc cho tôi từng câu, từng chữ một. Rồi người ta bắt tôi đọc to cái đơn đó lên, ghi âm lại. Ngay chiều hôm đó, người ta cho tôi lên trại kế, có ngày chuyển 4-5 phòng giam. Đây là hình ảnh câu nói ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật. Câu nói khiến cả nước sực tỉnh về hiện trạng của hệ thống công quyền ở Việt Nam, của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, người mặc áo màu đen trong hình, trưởng phòng khảo thí. Bà đã chỉ đạo 3 tổ trưởng và các giáo viên chấm thi tự luận môn ngữ văn nâng điểm cho 20 thí sinh ở tỉnh Hòa Bình. Có lần người ta quẳng tôi vào cùng buồng giam với 4-5 đầu gấu, thằng nào cũng to béo, xăm trổ đầy mình. Có thằng tên là Hồng Hiền bắt tôi phục vụ nó. Và suốt cả tháng sau, họ bắt tôi diễn. Họ làm mẫu cho tôi diễn, diễn đi diễn lại, đâm như thế nào, bế cô hoan, đập xuống đất thế nào. Đến ngày 30 tháng 10, tại trại kế, họ dựng lại hiện trường, bắt tôi diễn lại từ đầu tới cuối, chụp ảnh, ghi hình. Hai phiên tòa xét xử phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn diễn ra tại Bắc Giang vào ngày 26 tháng 3 năm 2004 sơ thẩm và 27 tháng 4 2004 phúc thẩm thu hút rất đông người dân tham dự. Sau này đặt lại hồ sơ vụ án, ai cũng có thể thấy là quá trình điều tra cũng như các bản cáo trạng luận tội đều bộc lộ hàng loạt sơ hở, thiếu sót. Ví dụ người ta chỉ căn cứ vào bản nhận tội của ông Chấn để kết tội ông, mặc dù luật nói rõ không thể chỉ căn cứ vào bản nhận tội để xét xử mà còn phải căn cứ vào các bằng chứng, dẫn chứng khách quan khác. Hay không tìm thấy chuôi con dao gây án hay dấu chân của ông Chấn chỉ gần đúng với dấu chân nghi phạm để lại tại hiện trường, hay có nhiều nhân chứng đã làm chứng trước tòa về tình trạng ngoại phạm của ông Chấn. Ví dụ ông Thực, một người cùng thôn xác nhận đã đến quán ông Chấn, nhờ ông Chấn bấm số điện thoại gọi cho số máy 566095. Bảng kê điện tử của bưu điện cho biết cuộc gọi kéo dài từ 19 giờ 5 phút cho đến 19 giờ 20 phút 31 giây, nghĩa là trùng với quãng thời gian chị Hoan bị giết. Hay tòa nhận định ông Chấn không chứng minh được từng phút một trong quãng thời gian từ 19 giờ đến 19:30 ông đã đi đâu, làm gì, trong khi có một nguyên tắc quan trọng là tòa phải chứng minh công dân có tội, chứ công dân không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội. Trước tòa, các luật sư bào chữa đều phân tích kỹ những thiếu sót, sơ hở này. Trước tòa, ông Chấn cũng một mực kêu oan, nói rõ trước đó mình đã nhận tội vì đã bị ép cung, nhục hình. Nhưng bất chấp tất cả, cả hai phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều kết luận
công dân Nguyễn Thanh Trấn đã phạm tội giết người với hành vi hung hãn, tàn bạo, độc ác, cố tình thực hiện đến cùng. Nhưng vì phạm tội lần đầu, thân nhân tốt là con liệt sĩ, sau một thời gian gây án đã thành khẩn khai nhận tội lỗi, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng sớm kết thúc vụ án, nên chỉ áp dụng hình phạt chung thân. Và người đứng đầu cái cơ quan này là ai? Đó là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và cho tới nay, trong số các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an là người lắm điều tiếng nhất. Và cũng đã có không ít các vị lãnh đạo lão thành đã có đơn gửi tới tận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tố cáo về những việc làm sai, thậm chí là nguy hại cho đất nước. Đây là hình ảnh ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu từ ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Vậy chúng ta cùng điểm qua Tô Lâm đã mắc tội gì và là kẻ gian hùng như thế nào? Thứ nhất, vai trò của Tô Lâm trong vụ án đánh bạc qua mạng C50. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, con rể của Phạm Quang Nghị, xảy ra có đến 2 năm dưới thời Tô Lâm là Bộ trưởng. Còn khi khởi tố thì Tô Lâm là Thứ trưởng phụ trách an ninh. Lâm quen biết qua lại với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương đánh bạc lấy lời chia nhau. Nên khi Phú Thọ phát hiện ra nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi mua sắm thăm thú cả tuần lễ ở châu Âu. Nói vậy, chắc Tổng Bí thư thấy rõ quan hệ gắn bó giữa Tô Lâm và Nguyễn Văn Dương. Vậy Tô Lâm không có cách trách nhiệm gì trong vụ án động trời này hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Sau đó, Tô Lâm lại để cho Trần Văn Vệ chỉ đạo ông Hoành bắt Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và đối xử vô cùng tàn tệ, đến nỗi Phan Văn Vĩnh bị bệnh nặng suýt chết trong trại mới được đưa đi bệnh viện. Và vụ án AVG, trong vụ án này, chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ. Nhưng nếu không có Tô Lâm bảo kê bằng các công văn như một là công văn số 2889 BCA A61 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn này mà Bắc Son đã yên tâm chỉ đạo cho Trương Minh Tuấn ký hợp đồng. Và điều đáng nói là công văn này hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an có phải là cơ quan định giá tài sản của doanh nghiệp đâu. Hai là công văn số 418 BCA TAAN là công văn đồng ý đưa vào tài liệu tối mật. Công văn này chính là để bịt mồm báo chí và sau khi tòa án xét xử thì cũng là công văn bịt mồm luật sư và hội đồng xét xử. Mặc dù tòa án đề nghị cho công bố nhưng Tô Lâm không đồng ý. Vì có chữ mật nên không ai phản biện và giờ có chữ mật đó mà hàng loạt cán bộ có năng lực phải vào tù. Vì sao Tô Lâm lại ký văn bản để AVG từ tư nhân lại được chỉ bán cho công ty nhà nước? Rõ ràng đây là con đường Nguyễn Bắc Son và Tô Lâm và Phạm Nhật Vũ đã vẽ ra để rút tiền nhà nước. Tô Lâm là người nổi tiếng trong các bộ trưởng Bộ Công an về khoản ăn tiền. Vậy thì Vũ đã đưa Tô Lâm bao nhiêu? Không có đồng nào hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Nếu không phải là 5-10 triệu đô la Mỹ thì còn lâu Phạm Nhật Vũ mới nhận được hợp đồng như vậy. Đây là hình ảnh công văn số 2889 BCA do Tô Lâm đóng dấu bảo mật. Thứ hai, Vũ đưa lực lượng an ninh tình báo sang tận Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án điển hình về việc làm phi pháp và vi phạm pháp luật quốc tế và khiến uy tín của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài. Và cho đến giờ vẫn còn bị một số quốc gia cảnh giác và vô hiệu hóa các lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam tại châu Âu. Vụ này Tô Lâm làm để thỏa mãn ý chí cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tổng Bí thư. Có lẽ vì vậy ông Trọng đã trả ơn Tô Lâm bằng cách dẹp đi tất cả những tội lỗi của Tô Lâm trong vụ AVG, vụ án giết ông Lê Đình Kình tại xã Đồng Tâm và nhiều khuyết điểm khác của Tô Lâm. Thứ ba, Tô Lâm là tay sai của Trung Quốc. Việc này thể hiện rõ ở điểm Tô Lâm đã làm cho thay đổi bộ máy của Bộ Công an theo mô hình tổ chức công an của Trung Quốc. Từ 8 tổng cục, thực ra có thể giải tán 6 tổng cục để giảm đầu mối, bớt cồng kềnh, nhưng Tô Lâm cho giải tán hết, đặc biệt là 2 tổng cục lẽ ra phải giữ là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm nữa là Tô Lâm cho xóa hết phòng tình báo ở công an các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho công tác nắm tình hình ngoại biên bây giờ không có. Nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng công an đã phản đối, nhưng Tô Lâm phớt lờ tất cả. Tô Lâm cho giải tán hết để mình nắm quyền đến trưởng phòng. Bây giờ đến trưởng phòng, phó phòng các cục, các tỉnh đều do bộ trưởng bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận anh em công an thì cấp phòng mất vài tỷ, nếu là phòng kinh tế, cảnh sát giao thông thì 5 tỷ.
cấp cục trưởng, cục phó, giám đốc, phó giám đốc các tỉnh chí ít cũng là 1 triệu đô la Mỹ. Thì ra việc giải tán các tổng cục là để Tô Lâm thâu tóm quyền lực, là để ăn tiền và ăn nhiều tiền. Trên các trang mạng trong 3 năm qua cũng đã từng nêu về năng lực của Tô Lâm. Thử xem một số vụ án lớn đã xảy ra mà các trang báo mạng đã nêu thì thấy rất rõ năng lực của Tô Lâm. Đây là hình ảnh chủ tịch của AVG Phạm Nhật Vũ trước tòa. Như vụ giàn khoan 981 vào năm 2014, các công ty và nhà máy ở Bình Dương bị đập phá với cớ là phản đối Trung Quốc, Tô Lâm im lặng thả nổi. Vụ Formosa vào năm 2017, Nghệ An, Hà Tĩnh biểu tình, quốc lộ 1 tắc nghẽn cả tháng trời, dân bắt bớ, khống chế cán bộ, Tô Lâm bất lực. Năm 2018, phản đối đặc khu biểu tình cả nước, Bình Thuận bị kẻ xấu xông vào đập phá tỉnh ủy, ủy ban, đốt xe, đốt nhà, bắt công an, lột súng, lột quần áo giáp công an, Tô Lâm đã không chỉ đạo xử lý kịp thời. Phó giám đốc công an Bình Thuận, phụ trách an ninh là Lê Việt Thắng, là người của Tô Lâm chuyển vào, đã để bạo loạn, không xử lý được, nhưng không bị kỷ luật. Ngược lại, Tô Lâm đưa lên làm giám đốc, bị tỉnh ủy phản đối, Tô Lâm phải đưa về làm phó giám đốc công an Bạc Liêu, vừa được lòng với bố của Thắng, vừa ấm gọn một cục đô la. Vào năm 2019, vụ Đồng Tâm là điển hình về sự yếu kém của Tô Lâm. Một việc đơn giản xảy ra như vậy, kéo dài đến 2 năm, không phương án giải quyết. Cuối cùng thì duyệt kế hoạch nổ súng nửa đêm để tiêu diệt ông Lê Đình Kình, để ba công an chết oan mạng. Rõ ràng chiến thuật sai, vô cùng non kém. Với trình độ đó mà Tô Lâm dám xưng mình là giáo sư an ninh ư? Nhà khoa học, nhà giáo được phong và giáo sư phải lăn lộn với khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu, có công trình. Tô Lâm không lên bục giảng, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết một vài cuốn sách. Vậy mà chễm chệ chức danh giáo sư an ninh, thật xót xa thay cho đội ngũ thầy cô ngành an ninh. Mới đây trên mạng đã nêu rõ người viết luận án tiến sĩ cho Tô Lâm là Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, vừa được Tô Lâm trả ơn cho giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Và Đại tướng Tô Lâm là một con người như vậy và các quân sĩ dưới quyền càng tệ hơn. Điều này cũng giải thích lý do vì sao hàng triệu người dân Việt Nam vẫn đang bị Đảng Cộng sản cai trị, đè nén hết sức dã man thông qua bàn tay đen đúa của lực lượng công an xã hội chủ nghĩa, và nhiều án oan sẽ còn tiếp tục kéo dài. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020 với bản tin Việt Nam chế độ công an trị, người dân bị đàn áp. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.